Kính thưa quý vị, Emil Hirsch bị buộc tội tấn công một nữ điều hành của Paramount Pictures. Nam diễn viên Emil Hirsch đã vừa bị buộc tội hành hung nghiêm trọng sau khi anh ta bóp cổ một nữ điều hành của Paramount Pictures tại một sự kiện của liên hoan phim Sundance vào hồi tháng Giêng. Nhà điều hành nói trên có tên là Danny Burnfield và là một phó chủ tịch tại một bộ phận giải trí kỹ thuật số của Paramount Pictures. Thông tin về việc Hirsch bị buộc tội đã xuất hiện đầu tiên trên trang TMZ.com. Sự kiện này được cho là đã xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 25 tháng Giêng tại hộp đêm Tao ở Park City, Utah, trong một bữa tiệc theo sau lễ ra mắt của bộ phim 10,000 Saints. Hirsch hiện đang bị buộc tội hành hung nghiêm trọng, một trọng tội ở cấp độ 3. Nếu bị buộc tội, anh ta sẽ phải đối mặt với tối đa là 5 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang Utah. Theo dự kiến, phiên tòa sơ bộ của Hirsch sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Hirsch là một nam diễn viên 29 tuổi, từng đóng vai chính trong các bộ phim như Milk, Into the Wild và Speed Racer.